Dạ, xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Hiện tại em đang có mặt tại xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Đã, đây hôm nay em đang đi tới tham quan một cái vườn gọi là vườn chanh dây Nguyễn Giả. Sắp tới đây em sẽ làm một cái chuyên mục giới thiệu những cái đặc sản quê hương, những cái nông sản đặc sản ở trên Tây Nguyên. Đây hôm nay mình mở màn cho cái tập này sẽ là một cái vườn chanh dây đó, của một người ăn quen biết Quyên Giả đó, anh trồng rất là nhiều những cái loại trái cây ở trên Đắk Nông, và nổi bật hiện tại mùa này là đang có chanh dây. Đó là bẫy xào của anh, nhìn ở đây thì mọi người sẽ không thấy được hết chi độ rộng của nó đâu đó, nhưng mà nó chạy dài từ bên kia xuống tận đây luôn mọi người. Đó là chiều dài thôi, còn chiều rộng của nó thì còn nhiều nữa. Tới mình gặp anh Huế chủ vườn chủ vườn chanh dây đấy mọi người. Hello anh. Thấy mọi người đấy, trồng chanh dây mà mọi người hết giữ không, đi mua SH hay không? Mọi người bảo nông dân đâu, giờ nông dân là còn giàu lắm á. Đâu, mua mấy trồng có mấy bữa mà mua được cả cái SH rồi. Anh Huế cũng đang còn độc thân nha quý vị khán giả ơi. Ai muốn về làm chủ vườn chanh dây thì dạ đây xin giới thiệu khán giả, đây anh Huế. Anh chào khán giả đi anh. Chào mọi người. Đây là khán giả trên kênh của em, kênh Nguyễn Thị Ngân Official. Hôm nay tới tham quan vườn chanh dây của anh Huế. Vườn này là bảy xào anh. Bảy xào. Bảy xào. Nhìn ở đây là không thấy hết được cái vườn luôn. Cái này anh trồng lâu chưa anh? Cái này anh trồng được 8 tháng rồi em. 8 tháng nữa. Là bắt đầu thu từ tháng thứ mấy nhỉ? Anh thu từ tháng thứ 5 thứ 6 em ạ. 8 tháng. Tháng 5 thứ 6 là thu được rồi. Vậy là mình cũng thu được 2-3 tháng. Đúng rồi. Cái này là mình thu quanh năm luôn mà đúng không anh hả? Đúng rồi, cái này là thu quanh năm luôn. Mà thấy vườn của anh tốt không mọi người? Nhìn xanh tươi mát luôn. Ngày xưa trên Đắk Nông người ta trồng chanh dây cũng nhiều lắm. Em nhớ mấy năm trước người ta cũng trồng nhiều, nhưng mấy năm nay hình như bớt lại hả anh? Thằng chanh dây nó cũng không phải là dễ trồng, nó phải cũng chăm sóc cũng khó hả anh? Khó, đặc biệt đó là nó trong khi trồng đại trà thì nó dễ bị bệnh lắm. Mình phải có kỹ thuật và chăm sóc rồi. Cái này anh sẽ trồng sử dụng những cái phân vi sinh. Mình đi qua đây cho nó râm nha. Mình sử dụng những phân vi sinh, những thuốc sinh học ấy, những cái thuốc như là tinh dầu của trái cây, tinh dầu xả, tinh dầu ớt này, và những cái thứ những thuốc trong thuốc mà tinh bằng tinh dầu á hả? Đúng rồi, nó xua đuổi côn trùng em. Ví dụ như ớt xay ra, hoặc là những tinh dầu, tức là mình chỉ xua đuổi thôi, mình không có tiêu diệt nó đúng không? Có những cái loại nó sẽ mình phòng là chủ yếu, còn cái này thì để mà khi bệnh là mình xử lý nó rất là khó. Nó sẽ rất khó. Nhưng mà đấy là cái về cái bảo vệ để khỏi bị sâu bệnh thôi, còn về chăm sóc nuôi trồng thì mình sử dụng sao anh? Phân thì chủ yếu mình sử dụng phân hữu cơ, nhưng mà phân của vật nuôi giống như là phân bò, phân gà. Và chủ yếu thì cũng sẽ có những cái phân như anh tự làm á, anh sẽ ủ với là trứng gà nè, cộng với những trái cây như chuối, bơ, cộng với những cái men vi sinh. Mình sử dụng dòng vi sinh. Đó là tốt phân, tốt vừa tốt vừa rẻ mà lại rất là an toàn. Hạn chế sử dụng phân hóa học. Vậy là phòng chống bệnh thì là bằng cái tinh dầu trái cây. Ô, lần đầu tiên em được nghe tới luôn á. Đó là những bây giờ có những cái tinh dầu trái cây và những cái loại thuốc á, thuốc sinh học. Giờ có rất là nhiều loại thuốc sinh học, nó sẽ gần như là không có thời gian cách ly. Nó an toàn với con người, được trong danh mục cho phép sử dụng với nông nghiệp. Nhưng mà chanh dây này anh cũng trồng, là cái này chắc mình cũng đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu chứ hay? Cái này anh làm để xuất khẩu châu Âu luôn đấy. Có đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu châu Âu. Hiện tại anh xuất châu Âu được bao nhiêu rồi anh? Anh mới xuất được mấy lứa thì cái này mới thu á. Vừa rồi cận Tết nữa nó bị ngưng. Còn sắp tới anh đang ký hợp đồng những cái vườn của anh làm. Có mấy vườn nó mấy hectare. Anh đang ký hợp đồng với những nguyên đối tác. Thu mua. Bởi vậy nếu mà mình làm, mình xuất thị trường nước ngoài chắc chắn là người ta, cái tiêu chuẩn người ta sẽ rất là cao. Đúng. Vườn này mình anh thu khoảng được bao nhiêu một đợt? Bao nhiêu được? Vườn này cái đợt này bởi anh mới thu bói thôi. Mới được lứa bói thì nó
làm ví dụ như anh thu một tuần anh thu được khoảng độ 8 tạ/tấn. Một tuần hả? Một tuần. Ừ. Vừa rồi anh mới hái Tết này để hơi lâu thì anh hái được khoảng 1 tấn 2. Dạ. Ừ. Trong vòng trong 700 cây. Rồi mà được cái trái này nó ra quanh năm ha, mình cứ hái xong nó lại ra rồi mình lại thu tiếp. Nó cũng không dễ đâu em ạ. Dạ. Vì khi mình làm này đến rất là nhiều người thất bại về cái cây này, không phải đơn giản để mà thành công được cái cây như vậy này. Nó rất là khó. Nó yêu cố thời tiết rồi con người và cách chăm sóc á. Yeah. Ví dụ như mình mà chăm sóc không tới là nó bị rụng bông, rụng hoa, rụng trái đủ thứ hết. Nó sẽ bị dễ bị bệnh. Vậy là trước khi mà trồng cái vườn này thành công là anh có bị thất bại vườn nào chưa? Anh thất bại nhiều chứ. Thất bại mấy anh vườn? Anh trồng 4-5 năm nay rồi. Thực ra là rất nhiều lần bị thất bại. Bởi vì có những không phải vườn anh đâu, có những hộ nông dân khác trồng á, nó dễ mất trắng lắm. Yeah. Bởi vì khi lên nó sẽ gặp những loại bệnh giống như ung thư á. Nó sẽ không có cách cứu chữa luôn. Giống như anh Mạnh. Giống như bạn mình vậy. Mất trắng. Mất trắng. Là nhà. Để mình đi vô trong đi anh ha, vô trong, trong coi thử. Ôi đẹp quá trời này. Vô trong coi thử mình nó sai. Sai dễ sợ luôn. Thiếu tết luôn mà làm. Trời ơi, hồi Mạnh làm mà chưa bao giờ mà được như thế này luôn. Thực ra phải cái này làm được cái này phải đổi vào thời gian và công sức nhiều. Công sức á, tiền bạc. Nhưng mà ví dụ như anh làm này anh có chia sẻ cho những người khác để làm có chứ em. Có là mình vẫn chia sẻ hết vào đúng không? Thoải mái. Thoải mái. Mình cùng nhau phát triển. Anh sẵn sàng hỗ trợ những gì mình biết. Ờ, đây là những trái như thế này là như thế nào là thu hoạch được rồi, như rồi, là thế này hơi ảnh là nó sẽ đã chuyển màu này nó hơi màu tím tím là có nghĩa trái nó đã già, còn như bên này là nó non hơn này mọi người. Đó mọi người có thấy sự khác biệt, bên này nó non nó xanh hơn, bên này nó sẽ có cái ngà màu bắt đầu tím thu hoạch được rồi. Đó. Anh có thu hoạch luôn không? Anh để... cần người hái em hái phụ nha. Vườn này như vườn này anh chi phí anh bỏ ra để làm một vườn này khoảng hết bao nhiêu? Để mà một cái vườn này đến được trồng mọi chi phí đến khi được thu hoạch, bắt đầu được thu hoạch thì nó nằm khoảng độ 120-130 triệu trong vòng 700 cây này. 700 cây. À, phải mình phải đầu tư vào 100 khoảng hơn 100 triệu, từ 120 triệu. Đấy là mấy là chi phí ban đầu chứ chưa tính phân bón rồi sau này. Chi phí ban đầu, còn sau này thì có thể là mình sẽ thu nó. Những cái lứa đầu tiên thì mình sẽ lấy nó, nuôi nó thì nó đã không phải tốn thêm đó. Đến lứa thứ hai tầm này thì bắt đầu anh mới thu lại thôi. Cái này thì thường nó sẽ tốn là tốn dàn này mọi người. Cái dàn dàn dây đúng không anh? Để thép, để kẽm. Thép này để cho chân nó leo này. Cái dòng chân dây này thì ở ngoài Tây Nguyên mình thì ở đâu nó đất đai nó phù hợp trong phù nữa. Hợp nhất thì là khu vực Tây Nguyên, còn ở ngoài Tây Bắc cũng có một số ít, và ở ví dụ như Thanh Hóa, Nghệ An người ta sẽ có, nhưng mà sẽ không phù hợp bằng ở khu vực Tây Nguyên đó. Khí hậu của mình là vẫn là hợp nhất đúng không? Đúng rồi. Đó. Nó sẽ được quanh năm, còn đi ngoài Bắc thì có những mùa nó lạnh á. Với lại chất lượng đâu. Trái nó cũng sẽ ngon hơn đúng không? Đúng rồi. Em thì trước giờ em tưởng chỉ có một loại chanh dây là mình ăn, mình thử, mình cũng không có biết rõ. Giờ chúng ta cũng có nhiều loại. Chanh dây rất là nhiều loại em. Đây này, trái này cũng già rồi này. Đúng rồi, trái này thì được đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu đây. Là lúc xuất khẩu là mình hái những trái đúng như rồi, thế này. Đúng rồi, nó ở thị trường này. À, hái những cái nó vừa trái này cũng ấy luôn hả? Trái này nó hơi tím tím anh ấy. Nhưng mà người ta có tính về kích thước không hay chỉ là ấy thôi? Kích thước thì những cái đủ tiêu chuẩn thì nó nằm khoảng tầm 10 đến 12 trái. Là mình cũng ký. Phân loại sai ra đúng rồi, không? Nó sẽ có sai chứ. Nó còn nhỏ hơn thì mình sẽ đi những hàng khác, giống như hàng chợ, nó là đóng hàng chợ hoặc hàng siêu thị. Còn những hàng này đi xuất khẩu này. Nó tiêu chuẩn nó cao hơn. Đúng rồi. Nhưng mà cái trái này thực ra là bảo quản cũng dễ đúng không anh? Người ta mua về em thấy là cái trái này người ta để cả tháng mà không phải bảo quản lạnh hay gì hết trơn, mình chỉ để nhiệt độ bình thường thôi. Ví dụ như nó để ở ngoài bình thường á thì có thể để tuần 10 ngày là bình thường, là nó sẽ không bị hư hỏng, nó chỉ là nó teo lại nó quá trình nó héo lại, nhưng mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và ở trong cái ruột á.
càng để thì càng ngọt. Càng để nó kiểu rút nước bớt ấy. Nói chung là người bán hơi thiệt thôi, chứ còn người mua chắc chắn không có vấn đề gì, tại vì có thể là mẫu mã nó sẽ không được đẹp. Đúng rồi. Vì trong quá trình thì nó sẽ bị héo thôi. Nhăn nheo nó sẽ không dễ bị thối. Không, nhưng mà đấy là một bí quyết nha quý giả, mọi người mua không phải cứ chọn đẹp như chân dây về chân dây thôi. Là héo một xíu nhưng mà bên trong có khi còn ngon hơn. Đúng rồi, nó héo là sẽ ngọt hơn. Đó, chứ còn nhiều khi săn này cái độ chua nó sẽ cao hơn. Đúng rồi. Đây mình thử trái nha. Đây là mọi người mua chanh dây, mọi người đây, có thấy héo thì mọi mình người thử thì mình hái trái nào tím. Mọi người cũng đừng có lo nha. Héo đấy là lợi cho mình tại vì nó nhẹ cân mà trái nó vẫn ngọt. Đây anh hái một ít ở đây. Đây những cái trái này là nó chín. Đúng rồi, nó chín hẳn luôn rồi này. Có cái dao, có cái nào bóp ra được, đây, bóp ra được. Anh bóp dọc rồi bình thường. Bóp dọc cho rồi đây, nó dễ ra ha. Cho thấy đó. Đây. Rất là ngon nhé, rất là tươi, rất là ngon. Cái này là đảm bảo là mọi người mà ăn thử chân dây mà thử này là mọi người chảy nước miếng. Chảy nước miếng chứ. Chua chua còn ngọt. Không có chua nhiều đâu, ngọt nhiều hơn. Cái này làm pha nước mùa hè. Thực ra cái này rất là dễ ấy, mình chỉ cần không có nhiều. Cái này mình phải thường người ta sẽ tắt hạt rồi đúng không anh? Hay là có nhiều người thì lấy dùng hạt luôn, như em thì em pha hạt luôn. Ví dụ em muốn để quán lâu nhá. Theo anh là em móc ra. Em nấu sôi lên, pha với một ít đường phèn á. Nấu với đường phèn rất là tốt. Xong là em dây đi, lược hạt đi. Xong đóng chai bỏ tủ lạnh. Khi đó là nửng cốt, nước cốt đô đặc rồi. Nước cốt. Thì mình sẽ pha với nước. Mình uống với đá rất là ngon luôn. Mà rất tốt. Cái thằng mình làm bảo quản được lâu. Mình bỏ công mình làm một lần nhá quý giả. Mình làm mình để trong tủ lạnh rồi mình sử dụng nhiều. Đúng rồi, mình làm như mà lấy nó thành cái nước cốt rồi mình uống cũng được, mình nấu ăn mình dùng trong ăn uống, làm bánh cũng được. Nói chung chanh dây bây giờ em thấy sử dụng rất là nhiều luôn, người ta rất là thích cái vị của cái chanh dây chua chua ngọt ngọt và đặc biệt nó rất là thơm luôn á. Hôm bữa chị làm món gì nhỉ, sườn sốt chanh dây với lại cá sốt chanh dây á, Su thích lắm. Ngon lắm mọi người, bây giờ cái này làm trong thực phẩm nấu nướng bánh rồi kẹo, nói chung là nước uống cũng có. Bữa nay em thấy có nước uống đóng chai vị chanh dây luôn à, nhiều chứ, nước uống nước ngọt á nhiều lắm. Nhưng mà nói chung là nếu mà mình mà mua dạng này ăn nó cũng tươi ngon. Còn kia là nó qua xử lý rồi. Mua sẵn về làm vừa an toàn mà lại vừa ngon bổ rẻ. Sắp tới mùa nóng dưới Sài Gòn là đảm bảo mọi người, rất là nhiều người thích uống chanh dây luôn á. Anh cũng hay đóng thùng gửi cho em của anh ở dưới Sài Gòn á. Tại vì hàng mình bạn bè ở ví dụ ở ngoài Bắc á. Ở ngoài Huế anh cũng lâu đóng thùng gửi. Vào cho các bạn sử dụng. Hàng mình tự làm đến hàng sạch, an toàn, gửi cho những khách hàng ở Sài Gòn nhiều lắm. Đóng thùng ví dụ như thùng khoảng độ 10kg, 20, 30kg. Rồi khách hàng về pha nấu rồi bỏ tủ lạnh, cô đặt lại là ăn ăn nhanh thế. Nhưng mà thường người ta ăn cái hạt này là nó sẽ lâu, nó sẽ bị gọi là nó hơi ê răng đúng không? Nên thường người ta sẽ lược cái hạt đi, người ta không ăn hạt. Mình pha nước và mình sẽ làm thành phẩm còn ăn vẫn ăn được. Nhưng mà không ăn được nhiều sợ nó bị ê răng thôi. Này anh bóc đây. Em thử bóc. Thử bóc xem. Bóc người dễ mà. Bóc theo chiều dọc dễ. Đúng rồi, nó sẽ bể theo chiều dọc ấy. Ủa vậy hả? Bình thường em toàn cắt ngang không à? Cắt ngang khi em chỉ dùng dao thì múc thôi. Còn bẻ hay chiều dọc. Cái vỏ này hình như là làm được món ăn gì này. Làm bây giờ gì? Vỏ cũng sử dụng. Anh thấy ở những cái chỗ người ta múc á, múc gì á, người ta sẽ sử dụng lại cái vỏ này để làm gì, nhưng anh cũng chưa tìm hiểu. Em thấy ở trong siêu thị bán cái vỏ chanh dây sấy dẻo này. Là mứt và mứt anh, mứt vỏ chanh dây sấy dẻo đó. Đúng. Vậy cái đó. Này là mứt được luôn. Vậy là tính ra là nó sử dụng dùng trong ra ngoài luôn đó hả? Lá cây rồi có lá cây chắc chị anh nghiên cứu. Này nhổ mấy cây về làm vườn leo. Đang kêu về nhà xong cái, xây rồi. Cái này mà mình vừa làm thịt mang về ở vườn đó, ở trồng ở cổng trang trí vừa vừa có thu hoạch cũng hay mà. Để trang trí vừa đã hợp. Mấy xào anh là có một vườn này hay còn vườn nào nữa? Anh còn một cái vườn hồi nãy em vừa vào đấy, ngay chỗ vườn hoa ngay farm của anh. Cái vườn đó là vườn giống như tham quan nữa đúng không? Cái vườn đó là vườn mới là vườn lớn. Vườn đó anh sẽ làm theo mô hình du lịch luôn.
cho các khách vào du lịch là tham vô quan. Là giống kiểu miền Tây là vô vừa tham quan rồi mình hái kinh bán tại chỗ luôn đúng không? Đúng rồi. Hẹn ngân 7 tháng nữa hả? Mấy tháng nữa là thu tầm 2 tháng 3 tháng nữa là bắt đầu được có trái rồi hả? Có trái rồi. 2 3 tháng nữa quay lại. Trong mấy tháng rồi. Trời, tầm chắc 30 tháng 4 mùa tháng 5 là có thể trải nghiệm rồi. Dạ. Trái này ngon quá trời. Bởi bây giờ các sắp tới em lấy một ít mang qua Sài Gòn đảm bảo cô chú anh chị dưới Sài Gòn rất là mê luôn. Đặc ruột nè ha. Ruột rất là đặc luôn. Nhỏ mà cái này thường như chắc anh không biết cái này làm sao mình biết được bao nhiêu trái được ký nước cốt không nhỉ? Cũng phải không biết được. Nước cốt thì anh cũng chưa có thử nhưng mà nước cốt thì mình tự dự lệ cũng không cần phải cá đặc lắm đó. Khi mình nấu lên, khi mình lọc ra, mình pha với nước và nấu lên sôi lên, trộn với đường. Khi mình pha nước đá uống mát. Ngon mà. Nhà anh hay xài cái này mà. Anh mẹ anh cứ nấu sẵn là để tủ lạnh à. Cái này chắc là cũng ý là anh có biết tác dụng của nó dành cho sức khỏe không? Nó có chữa bệnh hay gì được không? Nó rất là nhiều vitamin, các acid amin tốt cho sức khỏe. Nó bổ sung nhiều vitamin lắm. Anh thì cũng không có tìm hiểu nhiều nhưng mà nó rất là tốt. Không, nhưng mà về trái cây thì chắc chắn là nó đều tốt cho sức khỏe rồi mọi người. Dạ. Nhưng mà em nghĩ là nó vẫn có những cái đặc tính riêng á mà mình phải tìm hiểu. Mình mới biết được. Mà ngon quá. Nhìn thấy là giải khát là số 1 rồi đó. Này phục vụ giải khát rất tốt. Giải nhiệt, giải nóng mùa hè tuyệt vời. Cũng nóng. Trời, đứng dậy không thấy đường luôn. Đây, cái này là hái trước cho em đúng không? Khôn dữ. Chút nữa làm mấy nói chứ em cũng muốn chia sẻ những cái đặc sản trên quê mình. Chanh dây này, sắp tới là còn có mùa bơ nữa mọi người. Đó là những cái mặt hàng cái đêm có bán là mọi người thích lắm. Tại vì nói gì thì nói, những cái nông sản này nó được trồng ở cái nơi mà phù hợp nhất thì cái chất lượng nó cũng sẽ là rất tốt nhất. Thành ra là mình cũng muốn giới thiệu đến bà con cô bác. Đó. Hai trái nào tím thôi anh. Để trái kia mà anh bán. Dạ không ạ, trái nào cũng được. Nó rụng tự nhiên lên em này. Nhưng những trái này đây là nó rụng tự nhiên. Cái này là mình không hái là nó rụng. Nó sẽ rụng. Nhưng mà em thấy không? Có thể nó sẽ rụng vài ngày nhưng mà nó vẫn là nó tươi. Nó vẫn tươi, nhưng mà vẫn nhìn nó vẫn ấy đúng không? Không có cái này phải cả nửa tháng có khi nó mới héo ấy. Đúng rồi. Không cần ví dụ như bảo quản em không cần phải bảo quản quá nhiều. Đúng rồi. Nó dễ, ví dụ như cái này nè. Mua về cần thiết là không có là nóng nhưng mà em bỏ tủ lạnh á. Để nửa tháng vẫn tươi. Dạ. Đó. Không, mọi người mua cái này là đảm bảo mà người mua cũng dễ, người bán cũng dễ. Người bán cũng không phải đầu tư nhiều về như những loại trái cây khác là phải để lạnh hay sao. Không, không bảo quản là rút ngắn đi được. Bớt đi được. Anh sẽ làm bên kia, anh sẽ làm những sản phẩm nước cốt đóng chai sẵn. Đúng rồi, mình phải đa dạng hơn các mặt hàng. Mình sẽ làm những cái sản phẩm đóng chai. Tiện lợi, nói chung là nhiều người bây giờ công việc họ bận rộn, họ không có thể thời gian làm, cho những bà nội trợ thì mình có thể mua về mình tự làm cũng được thì nó rẻ hơn, nhưng mà ai không có thời gian thì mình có thể mua sẵn đó, nó cũng tiện lợi. Nói chung là giờ khách hàng mà mình phục vụ nhiều đối tượng, đang đi theo con đường hoàn toàn hữu cơ, tất cả những sản phẩm trên nông trại của anh sẽ làm hàng hữu cơ. Ngoài chanh dây là anh còn trái gì nữa? Bơ này anh có, bơ có, chanh dây có, cà phê có, tiêu có, sầu riêng. Anh rất nhiều sản phẩm, chôm xoài ổi có hết. Giới thiệu xương xương là anh có hơn 12 hectare thôi chứ không nhiều hết. Đấy, xong còn đam mê qua cả mạng du lịch nữa. Du lịch nữa. Đó, nhưng mà vì quá bận rộn với công việc nên hiện tại anh vẫn đang độc thân đấy. Anh để đọc số điện thoại luôn đó. Đổi địa chỉ anh ơi. Liên hệ với ngân official. Dạ. Liên hệ để em mai mối đúng không? Vậy là phải tấn công nữa, đi hái tiếp chị. Và cô Ngân cũng đang độc thân mọi người nha. Dạ. Chứ đấy thì anh khỏi quảng cáo, ai cũng biết trơn á. Đây này, đây. Trái đấy hơi cái này, to. Trái này đẹp lắm này. Nói chung là nhìn mình nhìn hồi là mình biết là phân biệt trái nào chín, trái nào chưa chín đó mọi người. Đó, hồi nó chưa hái ít thôi không? Không mất công không hái nhiều trái nữa. Bữa sau đến mùa bơ. Ở đây chắc xung quanh đây cũng có nhiều người họ làm. Bơ nhà anh được thu chưa? Phải tầm 2-3 tháng rồi em ơi. 2-3 tháng. Không, ý em là thu chính chưa hay là đang thu bói? Được thu chính rồi em. Là nhà anh bơ giống bơ gì đó? Anh có bơ bút 034, chủ yếu là 034. Ôi có mối luôn Ngân ơi. Có luôn.
Có chứ, mình tìm hiểu hết rồi, mình đến bữa sau có đến mùa là em sẽ quay nữa với giá. Nói chung mọi người phải thấy, mọi người quay cái này để mọi người thấy thực tế trồng sao, thu hoạch sao. Đó, để mọi người có cái nhìn chân thực. Cái này nhưng mà thường anh vậy mình cứ hái rải rác vậy chứ cũng đâu có thu đồng loạt hết một lúc đâu đúng không anh? Không em, nó ví dụ như của anh, ví dụ 4-5 ngày thì anh cho người hái một lần. Cứ trái đầu chín hái cứ 4-5 ngày hái một lần. Một tháng hái 7-8 lần, 5-6 lần gì đó. Xong rồi về mình có quy trình có phải ấy làm gì nữa không anh? Hay là mình sẽ lựa ra lần xuất đi luôn. Nếu hàng xuất thì anh sẽ phân loại. Phân loại trái nào đẹp, to, sai đồng đều nhau thì là hàng loại 1, còn những giống như đây, những trái như này là những hàng loại 1 chẳng hạn này. Đó, nó to đều, phân loại ra. Yeah. Đấy. Là hàng là loại 1, còn những hàng loại 2 này 3 nó sẽ rất là nhiều loại. Ừ, nhỏ xíu xíu nè. Nhỏ thì sẽ chuyển qua hàng chợ bán cho các chợ, các siêu thị. Dạ. Ừ. Đó, rồi có những hàng thì chỉ múc dịch để người ta làm nước đóng chai đấy. À, cũng nhiều công đoạn. Ừ. Nhưng mà cũng vậy là cũng nhẹ nhàng. Mình phân loại vậy là nhẹ nhàng rồi. Ủa, nguyên mấy quả đồi này là của anh hết đó hả? Cũng không hẳn. Đây 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 mọi người. Đấy 12 hết là qua tận đồi bên kia ấy mọi người. Đây, thôi mà như thế này là thấy là ngon rồi. Rồi, thôi được rồi Vinh Giả, chắc bây giờ em sẽ đi hái thêm mấy bao nữa. Rồi, mình mang xuống về nhà có gì gửi xuống Sài Gòn. À, anh Hiếu ha. Đó, anh Huế. Anh Huế. Mùa bơ em lại vô em quay tiếp nha. Ok em. Vườn bơ gần đây không anh? Gần. Gần đúng không ạ? Mà vườn bơ của anh lớn không? Cũng vài hectare em. Vài hết thôi mọi người. Anh nói chuyện nhẹ nhàng vài hết thôi. Rồi, cảm ơn quý khán giả và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.